Hello cả nhà, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ. Thì hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dựng Phát, địa chỉ là ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và một cái siêu thị xe máy Thịnh Dựng Phát chi nhánh 2 là ở 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em sẽ báo giá dòng xe Vario 125 phiên bản 2023 trước mặt các anh chị mình đây. Phiên bản 2023 là nó sẽ có hình chữ M chỗ này, chỗ mặt nạ này, và ở trên đây chỗ kính này nó đây đó. Thì 2022 gọi là phiên bản cũ á, nói chung là phiên bản cũ và phiên bản mới đi ha, đây là phiên bản cũ nè, nó sẽ nhỏ gọn hơn so với phiên bản mới, nên là anh chị có thể xem và theo dõi nha. Nhưng bản thân em thì em thấy phiên bản mới này khá là ok khi nó được trang bị cái phần mâm và lớp và đĩa là của thằng Vario 150 phân khối đã bị khai tử tại thị trường Việt Nam chúng ta và Indo luôn. Đó là nó được trang bị trên cái dòng xe phiên bản 2023 này. Và xe được trang bị một cái khe hút gió chỗ này, khí động học chỗ này, giúp cho chiếc xe nó sẽ lướt đi nhẹ nhàng hơn, núp gió được cũng ghê gớm hơn đó. Đấy. Rồi, đây là phiên bản màu sơn độ bên em nha. Chiếc này màu sơn độ, nhìn như màu zin đúng không anh chị? Nhìn được cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào cần mua thì em nghĩ là cái màu này khá là ok luôn á. Đặc biệt là mấy anh trai á, mua màu này về độ đi, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, em báo giá luôn ha. Thì Vario 125 phân khối, kể cả phiên bản cũ và phiên bản mới luôn nha, thì hiện tại giá của nó đang có mức giá là 42 triệu cho phiên bản chìa khóa thường và 45 triệu cho phiên bản chìa khóa Smart Key. Phiên bản Vario 125 á, là như thế này, là 42 triệu cho chìa khóa thường, còn phiên bản này là 45 triệu cho phiên bản chìa khóa Smart Key. Nhưng mà cái phiên bản 2023 này á, nó cũng có một cái phiên bản là chìa khóa thường nữa. Đây anh chị thấy không, 2023 nè, nó cũng có phiên bản chìa khóa thường nữa nè. Đây, 2023 chìa khóa Smart Key, thì con này là 42 luôn, con này là 45. Đó, cứ chìa khóa thường, Vario chìa khóa thường là 42, còn Smart Key là 45. Nó không có khác gì quá nhiều. Phiên bản chìa khóa thường nó sẽ là màu bóng, còn phiên bản chìa khóa Smart Key nó sẽ là màu nhám. Xe nào bên Indo cũng vậy, giống như Honda Scoopy nè, cứ màu bóng là chìa khóa thường mà màu nhám là phiên bản chìa khóa Smart Key. Indo là vậy đó, cứ nhám là chìa khóa Smart Key. Nhưng mà lại biết sao, những cái chiếc mà màu nhám á, của Vario á, nó không đẹp, màu nó không đẹp bằng những chiếc màu bóng. Thật sự cứ bên Indo nha, mà màu bóng á, lúc nào cũng sẽ có những cái màu sắc khá là đẹp. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thấp là màu sơn bóng, sẽ có màu sơn, nhiều màu sơn rất là đẹp luôn. Nhưng mà đối với những phiên bản mà cao cấp như này, nó là màu nhám, nó lại không có màu đẹp bằng. Đấy, nó không có màu đẹp bằng đó. Thì ở đây thì em sẽ có những cái màu sơn cho phiên bản, những phiên bản cũ nè, màu xám xi măng nè, màu vàng, màu trắng xanh, màu trắng xanh, màu xanh trắng đó, anh chị mình có thể xem ha, thích màu nào thì mình lựa chọn màu đó thôi. Repsol này nọ kiểu nè, thì khi mua trả góp thì anh chị đưa trước cho em khoảng tầm 10-15 triệu là mình có thể lấy được chiếc xe này về rồi, là mức lãi cực kỳ ưu đãi nha anh em, mức lãi cực kỳ ưu đãi luôn đó. Anh em mà thích lên mâm ba đao, em có mâm ba đao luôn nè, Vario lên mâm ba đao nè, đấy thấy chưa. Rồi mâm 5 cây nè của Asiro nè, mình thích cái nào thì mình đổ cái đó thôi. Mà thấy là mâm ba đao này khá đẹp nha, khá là đẹp chiếc xe luôn. Nhưng mà em khuyên anh chị em mình đừng bao giờ mà hạ phục của dòng xe Vario này, thật sự không nên hạ phục. Tại vì hạ phục nếu mà mình đi trong đường thành phố á, ổ gà nhỏ nhỏ dần dần á, thì em nghĩ là anh thấy nó rất bình thường đúng không. Nhưng mà khi thử mà anh chị mình đi xuống dưới miền Tây á, mà hạ phục rồi nha, có người hạ có phân rưỡi thôi, có người hạ đòi hạ 3 phân 4 phân. Em thật là khi mà hạ phục á, anh chị mà về đường miền Tây đi qua dốc cầu hay đi vô những cái ổ gà, phục nó nhúng á, nó cạ dàn áo rất nhiều, nó cạ nhiều thứ lắm. Nên là anh chị em phải lưu ý nha, thử đi mà hạ phục thôi, gọi là đi kiển thôi, đi chơi thành phố tèn tèn thôi. Đó. Em chỉ thấy là mấy anh Russian Boy này hay đi Vario hay hạ phục lắm. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là nó chỉ được đẹp và đi tèn tèn thành phố. Còn đi phục á thì khỏi bàn, đi về miền Tây, đi qua cầu, đi qua những ổ gà, ổ voi nữa, là em nghĩ nó không có an toàn đâu. Nên là anh chị phải lưu ý vấn đề đó nha. Rồi, thì giá đã cập nhật xong, trả góp cũng rồi. Đi xem, đi mua xe, 16 tuổi là anh chị có thể đứng tên được chiếc xe máy, nhưng mà phải có căn cước công dân và mua tiền mặt. Thứ hai, 18 tuổi là mình có thể trả góp. Đi mua trả góp cần gì? Căn cước công dân với sổ hộ khẩu. Nếu mà hộ khẩu tích hợp vô căn cước công dân rồi thì mình chỉ cần đem căn cước thôi, còn đi mua tiền mặt thì chỉ cần đem một cái căn cước công dân là đủ rồi. Đấy, còn anh chị nào mà mình làm công ty có bảng lương, có bảo hiểm thì đem theo giúp cho em thì sẽ được nhận một mức lãi cực kỳ ưu đãi luôn. Ok ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo ạ.